Trong sáng nay, lực lượng công an các địa phương trên địa bàn thành phố cũng đã tích cực cùng người dân khắc phục thiệt hại do bão số 4 gây ra. Trở về sau đêm tránh trú bão, hai căn nhà cấp 4 liền kề của gia đình ông và bà tại phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, bây giờ chỉ còn lại đống đổ nát. Ở độ tuổi ngoài 60, mất đi tài sản một đời gây dựng khiến ông Hồ Huỳnh Ngọ và bà Trần Thị Kẹo không khỏi xót xa. Thiệt hại nặng nề sau cơn bão, người dân lúc này rất cần sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm để chia sẻ phần nào khó khăn của họ. Nhưng mong em nhà hảo tâm đồ coi giúp đỡ giùm gia đình anh rất là khó khăn. Bây giờ có cái nhà lúc ra lúc vô, giờ chừng bão vô tan quăng hết đôi, giờ gia đình anh không biết làm ráng luôn em. Trời, cô công cũng cực quá. Bởi vì cô có tiền rồi, cô có của thì cô bỏ đâu, cô lồn, cô nhờ nhà nước ít cũng được, nên chưa cô không có một ngòn luôn. Cô lượm cho bô, cô bó một bữa là hưa chọc bò chọc của cô ăn đó. Từ sớm, chiến sĩ khu vực trên địa bàn toàn thành phố đã xuống địa bàn, đi đến từng nhà dân sâu trong kiệt hẻm, ghi nhận thiệt hại ban đầu và giúp đỡ nhân dân dọn dẹp nhà cửa, các tỉa cây xanh để cuộc sống người dân sớm trở lại bình thường sau bão. Chắc khu vực xuống từng khu dân cư để mà rà soát lại nhà dân tốc mái hay là có thiệt hại về người, trước tiên thiệt hại về người và tài sản, để rà soát để báo lại chính quyền địa phương để mà khắc phục lại hậu quả sau bão.